Nova World Hồ Tràm, tổ hợp du lịch đa sắc màu, trải dọc theo 30 km đường bờ biển đầy thơ mộng. Dự án đã được ra mắt với 6 phân kỳ là 6 màu sắc với những trải nghiệm vô cùng khác biệt, từng bước nâng tầm chất lượng du lịch và lưu trú tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bộ mặt của cung đường ven biển thay đổi ngoạn mục trong tháng 7 năm 2022 với hệ thống shop house quy tụ các thương hiệu hàng đầu và công viên giải trí đầu tiên của Hồ Tràm, càng làm gia tăng sức hút của vùng đất tuyệt đẹp này trên bản đồ du lịch Việt Nam. Hãy đến với phân kỳ đầu tiên The Tropicana. Ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022, sự kiện Tropicana Festival diễn ra với hơn 7.000 khách tham quan và trải nghiệm. Sự kiện đánh dấu hàng loạt cửa hàng và tiện ích đi vào hoạt động. Với sự ra mắt thương hiệu Alado Brazil, May, Mango Tree, The Tropicana đã có hơn 20 cửa hàng tiện ích, mua sắm thời trang và nhà hàng ẩm thực vận hành. Cùng với công viên Tropicana Park đã khai trương vào tháng 6 năm 2022, biến tuyến phố ven biển tại đây thành tâm điểm vui chơi của cả khu vực. Tropicana Beach Club chính thức khai trương vào ngày 15 tháng 7 cùng với Ocean Pool 5.000m², nhà hàng The Shark, Kid Club and Gym, Welcome Center đã đi vào hoạt động trước đó, đánh dấu sự hoàn thiện 100% cụm tiện ích biển liên kề tổ hợp khách sạn M Gallery Hồ Tràm đã cất nóc và đang thi công hoàn thiện, dự kiến vận hành vào năm 2023. 15 căn biệt thự trải nghiệm đang hoàn thiện, trong đó 12 căn biệt thự đa phòng khách đã được đưa vào sử dụng, đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Second Home thứ thiệt cho khách hàng. 269 biệt thự đồi đang thi công hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng từ quý 3 năm 2022. Cùng với đó, tổ hợp tiện ích khu đồi bao gồm Kid Farm, Organic Farm, Clubhouse, công viên cảnh quan đang triển khai và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2022. 24 biệt thự Lagoon mẫu đã hoàn thành, những căn biệt thự còn lại đang được tiến hành làm mặt bằng sau hoàn thiện và bàn giao lần lượt trong năm 2022-2023. Hợp phần mở rộng Happy Beach Villa đang hoàn thiện khu vực cổng chào dự án, dự kiến hoàn thành quý 3 năm 2022. Các tuyến đường nội khu chính đã hoàn thành, shop house mặt tiền đường 42m và townhouse khu mẫu đã hoàn thiện mặt ngoài và cảnh quan. Biệt thự giai đoạn 1 đã hoàn thành phần thô, đang thi công hoàn thiện. Biệt thự giai đoạn 2 đang thi công phần kết cấu. Ngoài ra, các hạng mục tiện ích khác cũng đang triển khai thi công theo tiến độ đã đề ra. Đến với Morito, một Nhật Bản thu nhỏ giữa thiên nhiên Hồ Tràm. Với dãy shop house và cổng chào dự án đã hoàn thiện, mang đến một màu sắc độc đáo trên cung đường ven biển. Nhà phố mẫu đã hoàn thiện nội thất, vườn Nhật khu mẫu đã hoàn thành và chào đón khách tham quan vào ngày 15 tháng 7 năm 2022. 204 căn nhà phố và shop house, biệt thự đang thi công móng và kết cấu. Dự án đã hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật toàn khu, nhiều hạng mục tiện ích khác như công viên trung tâm, vườn Nhật nội khu đáp ứng đúng tiến độ đề ra. Khu đồi đang triển khai hạ tầng, công viên chủ đề Nhật Bản dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Ghé thăm Wonderland, trái tim tại cung đường biển Hồ Tràm được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích với hơn 75% sản phẩm phục vụ thương mại như shop house, shop villa, boutique hotel. Đây sẽ là trung tâm vui chơi giải trí phục vụ cho toàn khu vực. Shop house mặt tiền đường 42m đã hoàn thành. Với kiến trúc độc đáo, nơi đây trở thành địa điểm check-in yêu thích cho những tín đồ du lịch. Welcome Center mang đậm phong cách xứ sở thần tiên đã hoàn thiện 100% và chào mừng những vị khách đầu tiên tới tham quan vào ngày 15 tháng 7 năm 2022. 36 biệt thự và 64 shop house giai đoạn 1 đang được thi công hoàn thiện. 14 boutique hotel, 34 shop house và 106 biệt thự giai đoạn 2 đang thi công phần thô. Dự kiến đầu quý 4 năm 2022, Wonderland sẽ bàn giao toàn bộ shop house, biệt thự, boutique hotel và clubhouse biển cũng đi vào hoạt động. Quảng trường biển và hồ bơi đã hoàn thiện 98%, sẵn sàng vận hành vào quý 3 năm 2022. Khách sạn Movenpick đang thi công sàn tầng 4, dự kiến cất nóc vào cuối năm 2022 và vận hành vào năm 2023. Havana Island, phân kỳ quyến rũ bậc nhất Nova World Hồ Tràm với địa thế hiếm có bên sông, bên biển. Dự án đang thi công hạ tầng kỹ thuật toàn khu, kè sông, kè biển đã hoàn thiện, cùng nhiều hạng mục tiện ích khác như quảng trường biển, beach club, triển khai đúng tiến độ đề ra. Bến du thuyền đã hoàn thành và chào đón những vị khách đặc biệt đầu tiên đến du ngoạn. Biệt thự mẫu đã hoàn thiện nội thất và đón khách tham quan. Dự án triển khai thi công giai đoạn 1 bao gồm 88 biệt thự và 3 dinh thự đang thi công kết cấu tầng 3. 46 shop house giai đoạn 1 đã hoàn thành kết cấu, đang thi công hoàn thiện mặt ngoài, dự kiến hoàn thành quý 3 năm 2022. Khách sạn Grand Mercure do tập đoàn Acre quản lý và vận hành được phát triển trên trục kết nối quảng trường sông, quảng trường biển, đang thi công kết cấu tầng 4, dự kiến đi vào vận hành năm 2023. Hồ Tràm vẫn vậy, vẫn những bờ biển quyến rũ trải dài, vẫn rừng nguyên sinh xanh rì rào,
Giờ đây, với hệ tiện ích dịch vụ và sản phẩm đa dạng từ Nova Group mang đến đa dạng lựa chọn cho du khách và cư dân, biến Hồ Tràm thành nơi không chỉ đẹp tự nhiên mà còn đáng đặt chân đến hơn bao giờ hết. Cảm ơn quý khách hàng và nhà đầu tư đã cùng theo dõi tiến độ dự án tháng 7 năm 2022. Xin được mến chào và hẹn gặp lại!